Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là Iran tháo cái. Iran tháo cái đến cái độ trong suốt một tuần qua bị tiêu diệt không ngừng bởi bàn tay Donald Trump. Cho nên chính quyền Iran đã ra lệnh sẽ tặng 80 triệu đô la cho ai giết được Donald Trump. Quý vị thấy chưa? Đây là một cái ván cờ tháo cái. Mà nó cái chuyện rùi bu. Nếu mà giết được Donald Trump, Đảng Dân Chủ nó giết rồi, chứ không đợi ba anh chàng Hồi giáo rốt nát này. Thế nhưng mà bây giờ anh đau đớn quá, anh tuyên bố, anh Khamenei tuyên bố rằng là Mỹ nên rút ra khỏi cái vùng Trung Đông. Nếu Mỹ không muốn lãnh những hậu quả tan tành, quân đội sẽ bị đè bẹp. Đấy là những cái lời nói gì giao to búa lớn của những anh chàng dốt. Donald Trump nó đâu cần nói dọa là giết Iran. No. Nó action, nó hành động. Thế thì Iran cũng như Cộng sản. Cái chân lý muôn đời, nếu nó mạnh là nó đánh. Mà khi mà nó đã được hòa đàm tức là nó chết. Còn vấn đề đấu hót miệng lưỡi cái thứ đồ bỏ. Đấy. Nếu như Đức trong ngày đó mà đừng ngừng vấn đề oanh tạc Bắc Việt, chỉ oanh tạc mới có 11 ngày thôi, mà nó đã gửi thơ xin đầu hàng vô điều kiện. Thế nhưng mà Mỹ lúc bây giờ đã hợp tác với Tàu, trả giá xong rồi, nó không cho rằng Việt Cộng đầu hàng. Cho nên nó vứt cái thơ đó đi, đến nỗi sau này 30 tháng 4 nó mới được phổ biến. Cộng sản sau khi bị pháo kích liên tục bởi B-52, 11 ngày đêm trước Noel đã phải xin đầu hàng. Sau này Mỹ mà muốn cho thằng Cộng sản phải lết bò vào bàn hội nghị. Đúng không? Thế thì bây giờ đối với Iraq, Iran cũng thế. Nếu Iran mạnh, Iran nó đã giết Donald Trump rồi. Nếu Iran mạnh, nếu thằng Tàu mạnh, là vì Tàu bây giờ vẫn hợp tác với Iran, thì Iran đã dùng võ khí của Tàu tiêu diệt Mỹ. Cho nên những cái giọng điệu Cộng sản nằm vùng nói rằng ô, Cộng sản bây giờ nó mạnh hơn Nga, Cộng sản bây giờ nó mạnh hơn Mỹ, đó là ngố rừng. Cộng sản Tàu Cộng không bao giờ có thể bằng Mỹ, chứ đừng nói đến vượt Mỹ. Donald Trump nói mà, trong suốt 2-3 năm qua tôi đã dùng trên 2.500 tỷ đô la làm cho quân đội Hoa Kỳ trở thành hùng hậu, không có đối thủ trên thế giới. Bởi vậy cho nên nếu mà Iran bây giờ đụng đến Mỹ, Mỹ sẽ gửi những cái loại vũ khí đẹp, beautiful military weapon đến cho Iran. Mỹ sẽ gửi lẹ, gửi nhanh và gọi một cách hữu hiệu. Đấy mới là một lời nói của một siêu cường. Chứ ông ta không có Donald Trump nói rằng sẽ diệt nước Iran. No. Mà quý vị biết rằng lâu nay vất Mỹ đi, đệ tử của Mỹ là Do Thái. Quý vị nhớ câu chuyện vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, khi mà các cái lò nguyên tử của Iran, các cái trụ sở ngân hàng của Iran đã bị đốt cháy, bị tiêu hủy. Đó là do bàn tay của Do Thái. Mỹ không thèm dính vào. Bây giờ mà thả ra Do Thái, nó đánh trong vòng 3 giờ đồng hồ tan nước Iran. Chứ không cần nói đến hàng ngày nữa. Và Iran nó biết như vậy, cho nên nó rất đau khổ. Và Hồi giáo biết như vậy mà không dám chống Do Thái. Cho nên nước Mỹ bây giờ nó ngồi trên đỉnh của võ lực, đỉnh của tài chính, của kinh tế. Dưới nó còn là anh em Do Thái. Sự kiện đó làm cho Iran sợ. Tàu bây giờ Do Thái gián điệp cũng vất đi. Và bây giờ Iran treo 80 triệu đô la để mà giết Donald Trump. Để quý vị coi bao giờ thì họ thực hiện được. Cái người muốn giết Donald Trump không phải Iran đâu. Nancy Pelosi.
dân chủ của Mỹ. Quý vị nhớ cách đây vào khoảng một năm, Nancy Pelosi đã có đem cả một đoàn người trên 130 người đi Âu Châu chơi 2 tuần lễ, tính để nhà để cho chúng nó làm thịt Donald Trump. Nó chốt phế vì cái điều kiện bản tu chính thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Chúng nó nói rằng là Donald Trump là một người không đủ khả năng làm tổng thống. Ăn nói tầm bậy, không sáng suốt, bị tâm thần. Nhưng mà Nancy Pelosi đi đến 3 tháng rồi cũng chả thành công. Rồi đến về cũng chả thành công. Lại chờ đến Robert Mueller cũng không thành công. Bởi vậy bây giờ chúng nó đang thấu cái. Trên Iran khờ, đưa những cái đó ra làm cho thế giới thật cười. Rồi bản tin gì nữa? Cái đám ma của Soleimani. Hôm qua đã có cái tổ chức đám ma của Soleimani và tổ chức ở quê nhà của tên Soleimani là thành phố Kaman. Và hàng triệu dân Hồi giáo đã ra đường chen lấn nhau, đè bẹp nhau, chết mất 50 người. Đấy là quý vị thấy cái dân này có văn minh là không? Mỗi một lần nó đến gọi là Mecca, nó về thủ đô Hồi giáo ở bên Saudi Arabia, nơi có cái đền thờ của Mohammed. 1-2 năm nó đi hành hương một lần, nó qua cầu nó đạp nhau cũng chết. Chết hàng trăm người, hàng nghìn người. Mà rồi nó vẫn tái diễn. Thế thì những cái lần mà có những cái nhân vật nổi tiếng của chúng nó chết, chúng nó cũng đi hàng triệu người, rồi chúng nó chen lấn nhau. Kỳ vừa rồi chen lấn nhau đạp chết mất 50 người. Rồi quý vị bảo trời ơi, thế như vậy đây là một cái sự đau khổ, thường cơm bữa. Người Hồi giáo nó chết người nó không quan trọng. Và nó biết là sẽ chết mà nó vẫn làm. Vì câu chuyện nó từng xảy ra vào năm 1989, khi mà anh già khùng Khomeini chết đi thì dân Hồi giáo nó làm đám tang. Không cần bàn, phải lớn rồi, cũng là hàng triệu người. Nó điên khùng đến cái độ nó xé nát những cái áo mà liệm tên Khomeini, được nằm trong cái quan tài hở phía trên để cho tín đồ Hồi giáo nhìn. Và nó giành nhau, nó xé quan tài, nó xé giấy, nó vất cả cái xác của Khomeini rớt xuống dưới đất. Quý vị thấy cái dân tộc nào mà nó khùng đến như thế không? Thế là cái xác của Khomeini đang nằm trong quan tài mà nó giành nhau ném bùng dưới đất. Cuối cùng là phải có xe tàu bay trực thăng tới Elip, tới cầu cái xác nó đi. Truyền hình đang truyền hình phải ngưng, rồi đem đi cái chỗ khác, rồi lại mặc quần mặc áo trở lại, liệm trở lại, rồi mới đem tiếp tục. Người chết khỏi bàn. Đấy là cái con người Hồi giáo. Cũng giống như nó tuyên truyền mà tại sao những cái tên Hồi giáo mà nó ôm bom nó tự sát nó chết. Người ta mới tìm ra những cái tên mà nó ôm bom chết bao giờ nó cũng có đeo một viên gạch ở dưới rốn. Tại sao nó phải đeo một viên gạch ở đấy? Vì nó nghĩ rằng nó bảo vệ cái củ quý đó. Nó chết rồi nhưng mà củ quý nó không tan nát, vì 90 người đẹp trinh nữ đang thờ, đang chờ trên thiên đàng. Lên đó Mohammed sẽ thưởng. Nó gọi là tử bi đạo. Nó khờ như vậy. Mà thật ra những cái dân này hồi trước kia người ta gọi là dân nomad, những dân du mục, nó sống ở trên sa mạc, uống sữa dê, ăn trà là, tâm hồn nó rất bình dị. Vì thế mà nó vẫn tin những gì giáo chủ của nó nói, nó tin. Tin một cách ngớ ngẩn. Rồi chúng ta lại có một tin nữa. Bây giờ đến quân đội của Đức và của nước Anh. Sau khi Hồi giáo cảnh cáo Mỹ nếu không rút ra khỏi Iraq và Trung Đông thì quân đội của nước Mỹ sẽ lãnh hậu quả nặng nề tan nát. Con gái của tên Soleimani cũng đưa ra một cảnh cáo. Rồi đây những vợ con của những tên lính Mỹ sẽ bị tiêu diệt một cách thảm khốc. Và trong cái chiều hướng đó,
Nước Mỹ thì nói một câu rõ ràng. Tuần vừa rồi có một cái thơ luân lưu trong quân đội, nói rằng Bộ Quốc phòng của Mỹ là ngũ giác đài đang nghiên cứu chính sách rút quân ra khỏi Iraq theo như yêu cầu của Quốc hội của Iraq. Trong thứ hai vừa rồi, họ đã họp các dân biểu và họ đưa ra một quyết nghị yêu cầu quân đội Mỹ rút ra khỏi Iraq. Chính phủ Mỹ trả lời bảo Mỹ chả đi đâu hết, vẫn ở Bắc Đạt và vẫn giúp cho quân đội của Bắc Đạt theo như lời yêu cầu của chính phủ Bắc Đạt trước đây. Mỹ còn có 5.000 quân và bây giờ gia tăng thêm 5.500 quân nữa từ cái sư đoàn lưu động Kỵ Mã 82 đóng ở bản doanh Fort Bragg, South Carolina, và gia tăng hàng ngàn thủy quân lục chiến đưa về Bộ Tư lệnh Đệ ngũ Hạm đội đóng ở Bahrain. Và một ông trung tá tên là Joshua Horrid tuyên bố rằng quân đội Bộ Tư lệnh của ngũ giác, gọi là Đệ ngũ Hạm đội, thì quý vị nhớ rằng Đệ thất Hạm đội của Mỹ thì ở San Diego và bên Okinawa ở bên Nhật, còn Đệ ngũ Hạm đội ở bên Ấn Độ Dương. Nước Mỹ đã vừa gửi đến 6 phi cơ B-52 tới cái quần đảo ở Ấn Độ Dương là quần đảo Diego Garcia, là một quần đảo mà Mỹ thuê của nước Anh từ đề nghị thế chiến, là một cái căn cứ không quân của các phi cơ loại oanh tạc tối tân và đem đồ đạc nguyên tử, trong đó có cả B-1, B-2 và B-52. Đây là một sự kiện mà Hoa Kỳ đang tăng cường cho Đệ ngũ Hạm đội để tất cả đề phòng Iran có thể trả thù bằng cách bắt các tàu chở dầu đi qua Vịnh Ba Tư. Đây là một cái căn cứ quan trọng để có thể bảo vệ vùng Ấn Độ Dương cũng như là vấn đề Trung Đông của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.